Ok, xin chào tất cả anh em. Thì clip này mình sẽ solo với một bạn nhá. Bạn này có gã gẫm mình rất là nhiều, rủ solo này nọ anh em ơi. Gọi điện các kiểu thì mình chịu làm sao nổi luôn. Được rồi, thì hôm nay để đáp ứng nhu cầu của bạn đấy, mình sẽ solo với bạn đấy. Và kèo hôm nay rất là thú vị anh em ơi. Đó chính là kèo 100 củ. Rất là căng thẳng anh em ơi. Nhưng mà củ đấy nó là củ lạc anh em ơi. Thì rất là may mắn là ở hàng xóm mình có vườn lạc anh em ơi. Và mình tuyên bố là hôm nay mình sẽ đào trộm 100 củ lạc để solo với ông này nhá. Đó, sợ cái gì luôn. Vai trưởng không biết là Ngộ Không có ăn được Ghidu không em ơi. Ghidu thì rất là trâu anh em ạ. Bởi vì cái nội tại của nó bắn là rất là đau. Đấy, nó còn được tạo giáp nữa thôi thì ai mà ăn được. Được rồi thì không sao cả, solo vui là chính, còn sản phẩm là chủ yếu em ơi. Thì chúc anh em coi clip solo thật là vui vẻ. Đấy, đừng có mà lòng tính nhá, lòng tính là chết đòn anh em ơi. Thì món đầu tiên thì mình sẽ lên cái thanh kiếm đi. Đấy, để cho nó có sát thương chí mạng thì anh em ơi. Thì vào chào thì nhá, không lại bảo tự kỷ. Khổ quá cơ. Nhắn tin nhắn tiếc các kiểu con nào điểu. Gọi điện, trời ơi. Rồi, làm sao, úi ôi anh em thấy chưa, một gậy thôi mà đã 1000 đam rồi. 1000 đam rồi anh em ơi. Và mình đã lên được cấp 2 trước. Rồi chơi luôn. Chơi luôn. Đùa đấy bạn ơi. Đấy, anh em thấy chưa, rất là khó chịu luôn. Cái con Ghidu nó cứ choáng. Kamezoko đấy. Đấy, lại Kamezoko rồi. Anh ca cái gì. Rồi luôn thì chắc là trận đấu này sẽ ăn máu thôi. Chơi theo sở thích mà anh em. Đó. Rồi luôn, một gậy này. Đó, không thốn luôn. Vai trưởng nó có cái lớp giáp khó chịu thật đấy. Đấy anh em thấy chưa, có cái lớp giáp nó đỡ cho sát thương được bao nhiêu. Ok, mình đã ulti được. Và như vậy là thanh niên có chạy được không? Chạy đâu cho thoát. Đứng lại, đứng lại. Một gậy này, một gậy bộc phá luôn. Ok, chiến công đầu. Một cái mạng có thể nói là mang lại sự may mắn cho mình đây. Ok, thì mình sẽ lượm cục HP và mình farm tí nhở. Đây, mình farm thôi nhá. Farm thôi, bình tĩnh. Thì sau khi mình lên được thanh kiếm thì mình sẽ lên cái thương xuyên phá anh em, để tăng cái độ sát thương. Đấy, rồi luôn, đã lên được cái thanh kiếm rồi. Và như vậy là thanh niên ulti. Vãi trưởng, đau thế. Rồi, trưởng liên tục như thế này, Ngộ Không chơi làm sao được. Rồi luôn, một gậy, hai gậy và ba gậy. Rồi luôn. Rất là đau ấy. Đấy, tốc cứ sở tu liên tục anh em ạ. Choáng liên tục thì mình chịu làm sao được. Đây, có khi mình sẽ lên cái giày phép đi. Giày phép đã. Không nên thương suy phá vội. Nên cái giày phép để dạng hiệu ứng đã. Có anh em chưa? Vụt cũng rất là đau. Đấy, rồi quả đấy chí mạng em ơi. Thì Ngộ Không trong cái mùa năm này nó được tăng sức mạnh mà. Ở Ghidu thì vẫn giữ vậy thôi. Không biết là có ăn được không anh em ơi. Nhưng mà Ghidu vẫn trưởng đau quá. Đó, một gậy. Hai gậy này, hai gậy này. Ấy, 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 thôi bình tĩnh bạn ơi. Ba gậy này, một chém nữa. Trời ơi, thôi sấp mặt rồi. Đó, như vậy là một mạng ngu người ở trong trụ anh em ạ. Đấy, đem thôi đỏ quên đi. Thôi kệ đi. Cho bạn mạng khổ quá cơ. Như vậy là 100 củ lạc sẽ thuộc về ai đây? Thật là căng thẳng anh em ơi. Bình tĩnh đi. Đấy, thì mình sẽ lên cái thương xuyên phá này. Không biết là bạn này. Chơi luôn. Đấy, thanh niên đứng ở đâu đấy? Thanh niên đứng ở đâu? Ôi, giật. Vãi trưởng thật. Ôi, thanh niên. Ulti à? Này thì ulti này. Một gậy. Hai gậy. Ấy, sao lại vụt vào lính nhở? Ba gậy này. Ôi, sao mà đập trả thốn anh em ơi? Anh em có thể thấy là mình đập liên tục mà nó trả thốn gì? Cứ một gậy một. Đấy. Đấy, một gậy một. Đấy, né ra. Lại gậy tiếp này. Đó, đập trả thốn luôn. Vãi cả trưởng, mà rõ ràng mình đã lên được cái thanh kiếm rồi. Có chí mạng rồi đấy. Đập trả thốn luôn. Đó anh em thấy chưa? Châu bò vãi cả trưởng luôn. Có vẻ là kèo này căng đây. Rồi luôn, được đập rồi. Đập đi. Mình đã lên được cái giày kháng hiệu ứng đi cơ mà. Đấy, chạy ra này. Ôi thôi, sập mặt rồi. Tôi chạy. Rồi luôn, có cục HP rồi. Và như vậy là thanh niên đã phải lên bảng điểm số. Rồi, may quá. May mắn là mình không chết cái pha đấy nha. Không có là sấp mặt rồi. Ok, thì mình sẽ farm lính bình thường. Và có khi nào mình sẽ xin cái trụ đi.
để đánh nhau cho nó quang đường. Đấy, để cái chủ nhìn nó vướng mắt vãi cát trưởng à. Rồi, đã lên được một cái thương xuyên phá và món tiếp theo thì mình sẽ tính toán sau. Không biết là nên cái gì được đây. Có khi là mình sẽ lên cái phức hợp kiếm hoặc là song ba bạo táp à, hay là cái vuốt hung tàn. Đây, cái vuốt hung tàn đây. Vuốt hung tàn là tăng tỷ lệ chí mạng, tốc độ đánh và tốc độ chạy. Ok, thì mình sẽ lên cái này đi. Để vụt cho nó sướng anh em ơi. Vụt cho tuyết, tuyết ít ghi đu ra. Đó, cho phòi hết cả lạc ra anh em ơi. 100 củ lạc cơ mà, đâu phải là ít. Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, ông Gidu cũng thổ trộ, mình không dám vào luôn. Bởi vì cái con Ngộ Không này máu nó rất là giấy. Vào trụ làm sao được, đấy. Gọi là đá đưa chiêu thức tí, thỉnh thoảng vào vụt nhẹ tí thôi anh em ạ. Như vậy là một gậy này, hai gậy này. Ui dồi ôi, hai gậy mà sắp lên bảng rồi. Ba gậy này, ba gậy, bốn gậy này. Và có thể là gậy cuối cùng, năm gậy. Ôi thôi thôi thôi, what the fuck. Định mệnh, cay thật đấy. Trụ bán anh em ơi. Rồi cái pha nó gọi là cay đắng nhỉ. Sao trụ nó lại bắn của đấy nhở? Mình ở quả đấy ở lố quá, tham. Người ta đã nói rồi, tham thì thơm anh em ạ, cứ từ từ mà ăn thôi. Khổ có 100 củ lạc thôi mà hấp tấp vãi cả trường này. Nhiều thanh niên thì tưởng trăm trăm triệu trăm cổ đấy. Mà có biết mình làm clip trăm củ lạc đâu. Đấy anh em đọc kỹ tiêu đề nhá. Ở xàm xàm tí nhở. Rồi luôn. Đã lên một cái vuốt hung tàn nha anh em. Đấy, quật 100 một K2. Đó, 1K3. Rồi thanh niên khôn vãi cả trưởng ra. Đợi mình vào thì mình bạn ấy ulti. Hay đấy, khôn đấy. Khôn chứ không phải là hay. Cái đấy thì quê mình cũng đầy thôi, nhiều bạn làm được. Ok. Đây thì mình sẽ cài đặt lại đi, máu gần nhất đi, đánh cho nó phê. Và ấy, vãi trưởng ông Châu cũng gọi. Rồi đang làm clip đừng gọi bạn ơi. Cứ nhân lúc làm clip là gọi chôn tôi thôi. Đó, đây thì mình sẽ rình rập nha anh em. Tầm tầm thì con Gidu nó càng ngày nó càng xanh lên anh em ạ. Đánh rất là khó luôn. Đấy chưa. Đấy, chém nó chả mất máu rồi. Nó ulti nó còn được giáp như thế kia, đánh đấm cái gì. Một nện này, đó nó né được luôn cái chiêu nện của mình. Đấy, thôi em sấp mặt rồi. Thôi em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Em sai rồi. Một đạn, hai gậy. Này. Ba gậy, rồi luôn. Thôi thanh niên đừng ăn HP của mình. Rồi luôn, đã đớp được củ HP rồi. Và mình chắc chắn là sấp mặt rồi. Vãi cả trưởng luôn. Rồi, căng đây. Kèo này căng nhé anh em ơi. Thì bữa nào mình đạt 100k sắp thì mình sẽ tổ chức event cho anh em nhé. Anh em muốn làm event tặng nick hay là event đấu giải. Đấu giải thì dĩ nhiên là mình sẽ để tiền ra cho anh em chơi rồi. Vui chơi có phần thưởng rồi nhá. Ok. Và nick thì cũng vậy thôi. Cũng phải tặng nick cho anh em. Đấy. Event. Ok. Rồi luôn. Ủa 720 dam. Phát đánh thưởng đấy. Đánh lộn thì được 1.700 dam. Cũng rất là phê ấy, né luôn. Làm gì mà để cho bạn, bạn có cửa bạn, bạn ulti vào mình, ulti vào mình này, chạy về gấp đó, next skin như một vị thần luôn. Đó, nhưng mà bạn chơi thủ trụ kinh quá anh em ơi, rất là khó ăn luôn. Thì món cuối cùng mình sẽ lên cái nanh Phoenix à, hoặc là cái kiếm Phoenix cũng được, kiếm Phoenix đánh theo phần trăm máu đấy cũng thốn đấy. Rồi luôn, chơi luôn, làm gì mà căng. Đứng lại, không được chạy về trụ. Đấy, lại chạy về trụ rồi. Và như vậy là thanh niên có mà chạy lên đảo 3-0 luôn. À 3-3, vãi cả trưởng 3-3-3-0. Rồi, lên cái áo trong băng giá hay là cái Phoenix đi. Nhanh kiếm Phoenix đi. Phoenix chứ nhỉ. À đâu, kiếm Phoenix. Trời ơi, lận tùng bậy hết lên rồi. Đây thì mình sẽ lên slow mạng cuối đi. Cố đánh với ông này, ông cứ thủ trụ thôi. Buồn vãi trưởng à. Gidu mà nên sắt nên trưởng mình thì cũng rất là đau đấy. Anh em phải né được skin của Gidu thì may ra mới win được. Chứ mà đứng solo bo để cho Gidu nó trưởng thì thôi. Bye bye con gà tây. Rồi thanh niên đã lên lửa phép lửa tanh anh em ạ. Đã lên được một cái giày 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 giáp. Đó,
Ok, ulti thì mình chạy ra, mình có cái giày giảm hiệu ứng cơ mà. Lo cái gì. Rồi, lẹn một cái trụ này. Úi dồi ôi, cuối tí nữa thì win luôn anh em ơi. Mà thôi, từ từ cho thanh niên lên cái mà đánh nhau thử xem nào. Ai thắng ai thua nào. Kiếp nhanh thì cái khổ quá cơ. Ra đây. Kiếp. Lâu la vãi trà trưởng à. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên. Tích cực lên. Tốc độ lên bạn ơi. Tôi cần ở đây là tôi cần cái tốc độ bạn ơi. Tốc độ lên. Ôi, cứ rút trong trụ thế này. Mình nào và mình đánh bạn thì trụ lại mất. Lại hết solo. Đó. Như vậy là xác định 100 củ lạc thuộc về mình rồi. Đấy, cứ thủ trụ thế kia. Giời ơi, ai dám đánh. Đấy. Cứ thủ trụ xong bắt đầu đợi mình ít máu rồi ra đấm. Khôn vãi cả trưởng thôi. Bạn khôn vậy thì quê mình đầy. Rồi luôn, chạy luôn. Tuổi gì? Khôn vãi cả đầy. Cứ lúc trụ xong bắt đầu trưởng cấu máu. Bao giờ mình còn tầm một tí máu là bắt đầu ra bắn. Bắn trưởng các kiểu. Cục xúc vãi cả trưởng à. Đây giờ mình sẽ nên mình khổ quá nhắn tin tí nhở. Không biết là bạn này có solo cứ đứng trong trụ không biết. Trời ơi, khôn vãi cả đái này. Từ từ bạn ơi. Đây từ 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 từ. Trời ơi, đấy anh em chưa. Còn tí máu nữa thôi. Khổ quá, lại phải về rồi. Đi ra rồi lại đi vào đấy. Đi về rồi lại đi lên. Rất là buồn cười luôn. Ngộ không của chúng ta chạy non ta non ton luôn. Trông rất là bựa. Cầm cái gậy như ý màu vàng, vàng xám. Mau còn nửa. Rồi không biết ghi đu đâu. Trời lên đây khổ thủ trụ kinh khủng đấy. Ôi trưởng cũng đau phết đây mà. Mà sao không lên. Trời ơi. Lên đây lên đây. Lên đây bạn ơi. Này này này. Một nẹ này. Đó. Khó chịu vãi trưởng này. Không dám solo luôn. Ok mình sẽ đẩy trụ đi. Đó. Cục xúc thì mình cũng phải cục xúc thôi. Nhây à. Nhây với nhà chùa mà được. Đây thì mình sẽ nửa nửa mình về cái đã. Rồi mình nên đẩy trụ luôn. Khổ chơi bạn này bạn nhây vãi cả trưởng à. Đây nượm cục máu rồi mình sẽ nên mình đẩy trụ. Đùa đâu đã cho cơ hội thì còn không không chơi à. Ok không chơi thì mình sẽ chơi theo cái kiểu cục xúc. Ok nhẹo có win không đây. Ok rồi một gậy này. Ok. Đấy. Người ta không đánh thì phải chơi chiến thuật chơi bẩn thôi anh em ơi. Rồi thì clip của mình đến đây kết thúc nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip solo này. Ai ăn nạt thì nhớ inbox nhé. Mình ship free cho. Ok. Đó thì chào bạn, chào tất cả anh em. Bye bye.